Làm bất động sản mà biết buôn chuyện ấy thì bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Buôn chuyện là một thói quen của con người. Chúng ta thích ngồi nói những cái câu chuyện với những người mà chúng ta quen biết, đúng không? Và khi mà chúng ta ngồi nói chuyện với những người chúng ta quen biết thì chúng ta có rất là nhiều những cái chủ đề và chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Và sau những cái lần nói chuyện đấy thì mối quan hệ của người đang nghe chúng ta nói hoặc là người mà đang nói cho chúng ta nghe sẽ cảm thấy quý mến nhau hơn. Nhưng cũng vẫn là cái câu chuyện đấy, vẫn là chủ đề đấy. Nếu bạn dám cầm điện thoại lên, bạn bước lên trên Internet, bước lên bất cứ một cái nền tảng nào đấy, sau đó bạn buôn chuyện với những cái người lạ, thì điều gì sẽ xảy ra? Mối quan hệ của bạn với những người lạ, những người mà từ đâu đến ấy, thực ra nó không không phải là ngẫu nhiên đâu, mà nền tảng nó sẽ đề xuất đến những người thích nghe cái chủ đề đấy cho bạn. Và nếu như mà họ nghe bạn một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều lần bạn buôn chuyện, thì mối quan hệ của bạn với họ sẽ tăng lên. Từ đó bạn sẽ có cơ hội bán được hàng cho họ. Đấy là bí mật, chỉ lên mạng buôn chuyện nhưng vẫn bán được rất nhiều hàng.